Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục pha chế ra công thức nấu ăn mới nâng cao cho rái cá TV. Thì tôi cho rái cá nó ăn với rong biển, sữa. Hôm nay là nó uống hết nguyên hộp luôn rồi. Sữa và nước rong biển. Sau đó là bỏ cơm vô nữa. Nấu cho nó nóng lên rồi bắt đầu ăn cơm với rong biển với sữa. Mấy bữa là ăn cơm với sữa không mà đúng không? Rồi ăn cơm với ngũ cốc rồi. Ăn cơm với bột sắn dây rồi. Bây giờ là ăn cơm với canh rong biển với sữa. Ăn nha. Công thức nấu ăn mới của TV nha. Nè, hả miệng ra nè, rong biển nè. Cái gì đó. Cái gì vậy? Nè, hả miệng ra. Rong biển này ngon không? Rong biển ngon không? Trời. Rong biển mà con phun vậy đó hả? Con phải tập ăn rong biển cho nó quen, mai mốt con mà ra biển thì con lặn xuống biển con lụm rong biển lên con ăn. Cái này là đồ ăn mà sinh tồn của con mà con phải tập ăn chứ. Tập ăn rong biển đi con. Chất bổ trong này nè, omega 3 gì tùm lum trong này nè. Ăn rong biển cho nó quen nha. TV phải quen nghe lời tôi tập ăn rong biển nè. Ngon không? Ăn rồi mốt ghiền cũng có đâu mà ăn nhé. Ngon không con? Ăn đi. Lụm lên ăn. Giỏi. Lụm lên ăn cho Tiêu. Con phải nghe lời Tiêu. Lỡ mai mốt Tiêu đi rồi không ai chăm sóc cho con, lỡ mấy anh kiểm lâm vô trong nhà kiếm đòi bắt con thì Tiôn cũng hả nói thả con, cho con trở về thiên nhiên, không để ai bắt con hết. Thì con ra ngoài đó con lụm rong biển con ăn, không có cá ăn thì con phải ăn rau, hiểu không? Con phải biết Tiôn thương con như thế nào, đúng không? Tiôn còn phải đi hoạt động môi trường bảo vệ động vật trên khắp thế giới nữa. Tôi phải làm cho mọi người thay đổi cách nhìn nhận về các loài vật. Tôi thương tụi con quá mà. Bữa nay á, là bạn bè của con á, bị bắt nhiều lắm á. Anh chị em của con á, bị nhiều người bắt lắm. À, có 6 người. Đội tôi mua cả chục con rái cá. Làm sao mà tôi mua được cho hết. Giờ tôi lo bán đồ bơi này tiên cá để kiếm tiền giải cứu cho tụi con. Cuối năm rồi khách làm web cũng ít. Còn làm bên phần mềm đó thì đối tác của tôi làm ăn kỳ quá. Gặp sự cố gì tùm lum hết trơn. Trời ơi, chưa thấy con rái cá nào ăn dơ như con luôn á TV à. Con ăn kiểu này á hả? Của đâu cho nổi, con ăn uống dơ quá. Mày hả miệng ra nè, rong biển đó nè. Rong biển ngon không? Ở ngoài biển có nhiều rong biển lắm, ra ngoài mà tha hồ ăn. Mốt tiêu thả con ra biển cho con bơi nha. Con lặn xuống biển, con lụm rong biển con ăn nha. Thương quá. Nay bên nhà báo họ cũng gọi tôi hỏi tôi đang nuôi rái cá. Báo công an mới ghê. Không biết tôi có làm gì sai không trời. Ngoài việc đi cứu động vật thôi mà.